Thì ông bà nói với lại thì trong video này mình sẽ nói về mindset về thuật toán của bên phía Google để bạn nắm rõ về gọi các hình thức phạt của bên phía Google một chút. Từ đây á, mà bạn mới biết được rằng là cách mà như, bởi vì bạn nắm được cái rõ cái hình thức mà Google nó vận hành rồi, cái án phạt của nó, thì lúc mà bạn bị đó khi bị một cái hiện tượng như vậy á, bạn cũng dễ dàng tìm ra nguyên nhân. Và khi bạn hiểu được nguyên nhân rồi á, thì tất nhiên bạn cũng sẽ tìm được cái cách giải pháp tương ứng cho câu chuyện của nó. Thì trong nguyên chuỗi phần này, bên phần này á, thì mình sẽ nói cụ thể về câu chuyện rằng là tác vụ thủ công một chút. Nó là về việc rằng là bạn cần phải phân biệt rõ về việc rằng là thuật toán tác vụ thủ công với lại bên việc phạt bên thuật toán nó là khác nhau như thế nào. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi về bên phía tác phạt tác vụ thủ công một chút. Phạt tác vụ thủ công á, về cơ bản á, nó là một cái hình phạt mà trực tiếp nhân viên Google sẽ vô review website của bạn, và sau đó nó sẽ có một cái bảng tiêu chuẩn. Bảng tiêu chuẩn là bảng tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng của website. Và nếu như mà bên phía cái checklist đó mà thấy rằng website của bạn bị vi phạm một số cái gì chẳng hạn, hoặc là bạn không đáp ứng được đó, thì Google ở đây là nhân viên của nó, nhân viên của họ sẽ quyết định rằng là phạt cái website của bạn. Và kể từ khi mà phạt website của bạn á, thì họ sẽ gửi vào bên phía bạn tới Google Web Tool của bên phía bạn cái án phạt đó chừng trong 1 tới 2 ngày. Và khi bạn nhận nhận cái án phạt đó trong Web Tool đó, thì khúc này á, là chỉ sau khoảng 1 2 ngày đó thôi, bây giờ là bạn bắt đầu sẽ thấy rằng là đôi khi xảy ra liền luôn, là bạn sẽ thấy rằng là cái thứ hạng website của bạn nó bị ảnh hưởng, cái website của bạn bị ảnh hưởng liền bởi vì khi mà nhận cái án phạt này. Tiếp theo nữa là bạn phải hiểu rõ rằng là cái án phạt thủ công á, thì nó sẽ khác với án phạt của thuật toán. Thì trong video tiếp theo mình sẽ nói về bên phía tác phạt bên thuật toán, phạt về thuật toán. Nhưng mà bạn hiểu rằng tác vụ thủ công là do chính xác Google nhân viên nó vô nó phạt bạn. Và khi mà bạn ở đây câu chuyện phạt á, thì bạn cũng rất là dễ dàng thoát ra được. Thì câu chuyện phạt đây mình cho bạn coi về câu chuyện phạt tác vụ thủ công. Như bạn rất là dễ để coi được, ví dụ như bạn hãy Google Web Builder Tool hay là Google Search Console ở đây. Nó trước đó là tên là Web Builder Tool, còn bây giờ là tên chuyển qua Search Console rồi. Đây ví dụ như bạn có thể thấy là vô Search Console và bấm Manual Action đi chẳng hạn, thì là bên GDP mình nó có một cái là Sideways Match, có nghĩa là nó bị phạt tác vụ thủ công và bị phạt bán phần. Thì câu chuyện phạt ở đây á, thì Google nó cũng sẽ chia làm hai hình phạt và tác vụ thủ công luôn, hai hình phạt chính, đó là phạt bán phần và phạt toàn phần. Phạt bán phần á, có nghĩa rằng là nó sẽ có một số URL SEO hay là URL ở trên nghĩa là một số bài viết cụ thể ở trên website của bạn bị thôi, hoặc là một cụm danh mục của bạn bị thôi. Chứ còn cái phạt toàn phần á, có nghĩa là tổng thể website của bạn bị hết luôn. Và có nghĩa là bị phạt toàn phần là về cơ bản á, là hình phạt nặng nhất của Google, là khi lúc này á, là website của bạn bị phạt hết toàn bộ website luôn. Và lúc này á, là nguyên website của bạn đôi khi nó sẽ rớt top hết nguyên một chùm. Thì về hình phạt á, ở đây á, rất là nhiều bạn bị nhầm lẫn, và thậm chí là các chuyên gia SEO ở Việt Nam và thậm chí trên thế giới luôn đôi khi cũng sẽ không rõ về vụ này. Đó là về câu chuyện rằng là khi mà bị phạt tác vụ thủ công á, bạn mừng, bạn nên mừng thay vì là nên buồn. Bởi vì á, phạt tác vụ thủ công nó rất là dễ dàng để thoát ra được, và hầu như mọi người nghĩ điều này là không đúng. Mọi người nghĩ rằng đó là khi mà bị phạt tác vụ thủ công rất là khó để thoát ra, thì thật ra là sai lầm. Thì dẫn chứng cho thấy có rất là nhiều bạn, ví dụ như hồi đó khoảng do đó giai đoạn tháng cuối tháng 1 năm 2018 thì GDP bị phạt tác vụ thủ công và bị phạt toàn phần, nghĩa là bị án phạt nặng nhất. Vấn đề về link, nó phạt về link, và như bạn thấy nó sẽ có cái tù traffic khoảng 18.000 traffic và nó rớt xuống rồi đó còn 2.000 traffic chẳng hạn, 1.900 traffic. Thì đó xét về ARS bây giờ, thật ra trong Google Analytics và những thứ khác coi như mất hết, không có traffic nào luôn. Bởi vì là GTV thì nó văng ra khỏi luôn từ trang nhất đi hẹn, từ top 1, top 2 gì đó mấy từ khóa, nó văng suốt hết, văng hết xuống gọi là trang 5, trang 6 luôn. Thậm chí là nó là thương hiệu, cái từ khóa thương hiệu GTV SEO đi, thì tất nhiên là bình thường là sẽ search top 1, nhưng bây giờ khi mà search nó xuống trang 4, trang 5 gì đó lận. Thì đó là bị phạt, hình phạt toàn phần của bên phía Google nó nặng nó như vậy. Đôi khi từ khóa bạn văng văng khỏi hết top 100 luôn, trong khi bạn đang đứng ở vị trí top 1 đó chuyện bình thường.
thì hầu như là mình nghĩ rằng là lúc đó bởi vì khi mà mình GTV bị phạt đó, mà GTV cũng rất là thương hiệu rất là tốt trong câu chuyện cộng đồng SEO, thì bắt đầu nguyên cộng đồng nó bắt đầu lên nổi lên nghe nổi lên câu chuyện rằng là giống như GTV mình đi đi đời rồi, ví dụ như vậy. Và rất là nhiều chuyên gia SEO nói rằng là bên phía GTV thì sẽ rất là lâu trong chuyện khắc phục được, phải mất 6 tháng, 8 tháng, thậm chí 12 tháng thậm chí hơn để khắc phục được. Một số chuyên gia cũng sẽ bảo bảo bên phía GTV mình rằng là đôi khi sẽ không khôi phục lại, không khôi phục lại được luôn, tại vì bị phạt toàn phần rồi. Thứ ba nữa là nhiều bạn cũng nói, nhiều bạn cũng như một số chuyên gia cũng bảo với mình rằng là có thể GTV sắp tới sẽ redirect domain qua một domain mới để SEO lại, tại vì domain cũ là domain hiện tại GTVSEO.com bị nát rồi, ví dụ như vậy đi. Thì có rất là nhiều người nói, ví dụ như đây một số bạn nói rất là nhiều hình ảnh search trên Google, thấy có rất là nhiều thứ cái bên phía, ví dụ như đây anh Trần Ngọc Thủy gì đó cũng mình nói đúng không, có rất là nhiều bạn nói về câu chuyện này đó, ví dụ như vậy. Có rất là nhiều luôn, nghi vấn nổi lên nhiều lắm khi mà bị như vậy. Nhưng mà thực chất là như này, là nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn, và sự thật á là khi bạn hiểu được nó, và cũng như website của bạn cũng vậy, không không như nói của bên website GTV mà ở đây nói về câu chuyện website của bên phía bạn á, bạn sẽ khi mà nếu mà bạn bị tác quyền thủ công á, bạn sẽ rất là dễ dàng thoát ra được, tại vì về cơ bản á, là Google nó vô nó coi nó review và nó sẽ báo với bạn rằng là à bên mình bị phạt, đây là cụ thể lý do nó sẽ báo luôn là reason, à đầu tiên là hình phạt gì, toàn phần hay là bán phần. Bán phần là một phạt một số UA nhất định, phạt bán phần thì ở đây nó sẽ báo rằng bạn là lý do cụ thể luôn á, là bạn bị vấn đề gì và bây giờ bạn đã sửa ra sao, nó có nói thẳng trực tiếp ở trong đây, và bạn muốn đọc kỹ hơn, bạn muốn hiểu hơn, bạn bấm learn more ở trong đây. Learn more này nó sẽ phần có báo cáo thao tác thủ công gì đó, ở đây xuất hiện hết toàn bộ các bạn luôn, ví dụ trang web tấn công spam do người dùng tạo, liên kết bất thường trang web hoàn toàn là spam hay bị che giấu cái gì đó, đại khái nó ở đây nó sẽ xuất hiện hết toàn bộ các án phạt, cũng đó gần 10 cái thôi, tầm 10 cái thôi án phạt đó mà Google có thể phạt bạn trong câu chuyện là tác quyền thủ công, thì lúc này sẽ báo thẳng trực tiếp là à, bạn bị là ở hình phạt này rồi, thì lúc này từ cái hình phạt đó bạn cũng dễ dàng biết được nguyên nhân là cái gì, và cũng như bạn dễ dàng ở chuyện khắc phục. Chỉ khắc phục thì trong những cái phần mà bên phía SEO đi thì mình sẽ nói cụ thể hơn. Thành ra là bạn khi mà bạn khắc phục xong á thì khi mà bạn khắc phục xong á thì bạn sẽ dễ dàng quay trở lại thôi. Nó khác với thuật toán một chút, thì thuật toán á, video thuật toán á, thì mình sẽ nói một hơn rõ hơn, bởi vì khi mà bạn bị dính thuật toán Google phạt, khác với câu chuyện người dùng Google, ý là khác với câu chuyện là bị đều bị phạt hết, nhưng mà một cái là thuật toán tự động phạt bạn, thuật toán Google tạo ra để phạt bạn, với một cái là nhân viên Google nó phạt bạn á, thì nó là hai cái khác nhau. Và cái thuật toán á, thì lúc nào nó phạt bạn cũng rất là khó để gỡ hơn rất là nhiều so với câu chuyện tác vụ thủ công. Thì cũng này khi mà bạn phát hiện ra nó và bạn sửa thành công đi, thì đó là cũng một số cái mình nói cụ thể ở những video cuối khi mình nói về quay, khi mà bạn học hết về SEO đi thì mình sẽ nói về bên tác vụ thủ công một số kinh nghiệm của nó luôn. Thì khi mà bạn sửa nó xong đó, thì bạn bấm request ở review thôi, sau đó bạn sẽ gọi báo là chào Google các thứ, xong rồi bạn review gì thế này nọ, xong rồi bấm acknowledge, bấm request ở review thôi các thứ thôi. Thì sẽ có người, bạn phải hiểu rõ nha, là khi bạn gửi một cái yêu cầu xem xét đó là hay reconsider request ở đây á, sẽ có người thật của Google, có thể là cái người cũ trước đó là phạt bạn, nhưng mà chắc chắn là sẽ có người thật của Google trong đội nhóm Google vô đọc cái review của bạn, và sau đó rồi họ sẽ mới review lại cái website. Thành ra một kinh nghiệm xương máu của mình khi mà bên phía mình sửa phạt hơn 50 website ở các thị trường khác nhau đi, về câu chuyện là phạt tác vụ thủ công á, một kinh nghiệm xương máu á, là bạn nên viết thật sự có tâm, có nghĩa rằng là bạn viết dài vô chứ đừng có ghi là ừ tao sửa xong rồi mày vô coi nha Google, thì đôi khi cái đó nó sẽ có hại cho bạn đó. Cá nhân mình á có một tiêu chuẩn, bên GTV có một tiêu chuẩn để viết review bên phía Google, và bạn nếu bạn đang nghe á, thì bạn đang ghi chép lại. Đầu tiên á nó như là sẽ chào Google, rồi như là chào hỏi. Thứ hai á giới thiệu mình là ai, giới thiệu coi mình là chủ website gì, tại sao mình sở hữu như này, ví dụ như mình đổi nhóm gì đó của website thì giới thiệu mình. Thứ ba nữa phải nói về câu chuyện rằng là à nguyên nhân tại sao mình biết email này thôi, tuần trước đó hay là mấy hôm trước thì mình có mấy hôm trước thì mình có nói, ý là mình có nhận được cái thông tin Google phạt gì đó. Thứ tư là sau khi nhận cái thông tin Google phạt xong á, thì ở thứ tư á, bạn sẽ mới nói Google rằng là bạn đã làm gì trong khung thời gian đó,
Thì trong cái phần mà sửa tác phẩm công thì mình sẽ nói rõ hơn ví dụ đó, nhưng mà bạn sẽ cần phải nói rõ chuyện là bạn đang làm gì, là bạn ở câu chuyện ở đây là bạn sẽ muốn nói rằng là bạn đã cố gắng như thế nào, tìm các nguyên nhân khắc phục ra sao, và bạn đã làm những gì khắc phục. Và thứ năm nữa là bạn phải liệt kê các cụ thể luôn là khắc phục ở những điểm gì. Và cuối cùng đó là bạn cảm ơn Google và mong chóng Google review nhanh chóng. Theo câu chuyện là bên phía review cực kỳ có tâm vô câu chuyện, sẽ nó giúp cho bạn, Google sẽ dễ dàng tha bạn hơn một phần. Thứ hai nữa là khi mà bạn viết thì khoảng từ một, thường bây giờ mình thấy là 7 ngày, nhưng mà bình thường thì dao động từ 14 ngày thôi, lâu cũng lên 21 ngày thì Google nó sẽ vô và review, nó phản hồi cho bên phía bạn. Thì nếu như là ở đây tác phẩm của công á, Google nó tha cho bạn đi, ở nó bảo là à bạn đã gửi thành công rồi á, thì á là bạn chỉ mất khoảng 1 đến 14 ngày sau đó kể từ khi Google thông báo mà bạn là gửi thành công á, thì thứ hẹn từ khóa của bạn hay các cái gọi là những ảnh hưởng tiêu cực tới website của bạn đi, thì dần dần nó sẽ được khôi phục lại hết trong vòng 1 đến 14 ngày này. Thì đó là câu chuyện tác phẩm của công. Ở video tiếp theo mình sẽ nói về câu chuyện phạt thuật toán thì bạn sẽ dễ dàng phân biệt hai này hơn. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.